Ở đây còn ở trong Ea Leo. À, mà mình đi vòng qua bên đây rồi. Nó có ở đây, đứng ở đây thì nhìn thấy. Có. Bây giờ mình lên đường. Ở đây là nhà nghỉ Mai Phương, ngay trước chợ của Ia Leo. Lên đường đi Pleiku. Bên đó là chợ. Trước cái nhà nghỉ Mai Phương này, người ta có cái tủ từ thiện quần áo. Đó, ở đây là ai muốn cho thì bỏ vô đây, còn ai muốn lấy cũng lại đây lấy luôn. Cái này tủ quần áo từ thiện cũng hay á. Cô đừng để tái nha. Dạ. Đúng bò đâu có tái rồi. Đâu biết đâu, tại thấy cái. Dạ đúng rồi, có tái. Có hả? Ở đây là bún bò, giò heo, bán đủ thứ hết đó. Bún riêu cua đồng, bún riêu bò, bún bò Huế, hết hai câu rồi. Cho rau trụng luôn nha con. Cái xe này hôm qua mới chạy, cái loại xe này hôm qua là thấy ba đứa bị chết dọc đường. Con khó đọc. AE Hà Leo. EA. EA Hà Leo. Cái này ăn bún bò Huế ở Ea Hà Leo. Huyện gì? Huyện Ea Drang. Ea Drang. Tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk. Thấy hấp dẫn. Có bún bò Huế nè. Chút nữa đi đó đó. Thị xã Ayunpa. Ea Son. Giờ Ly Dê Giang đúng không? Đọc muốn chạy u đúng không luôn. Đọc xong mắc kẹt chứ. Chuẩn bị lên đường đi về Pleiku à. Sáng sớm rồi ghé vô ăn tô bún bò. Cũng có lý, bà con ta tới ăn cũng đông. Hướng về Ayunpa. Tám giờ. Ở đây còn ở trong xe leo. À, mà mình đi vòng qua bên đây rồi. Nó có ở đây, đứng ở đây thì nhìn thấy mấy cái.
cây đấy, cây quạt gió này. Nghe nó hú. Nhiệt độ ở đây chắc cỡ khoảng 16 độ. Thì mấy hôm nay đi là nhiệt độ dao động từ 16 tới 20. Mà khúc này là hơi lạnh. Nhiều nữa, mưa phùn. Ở trước bên kia có cái nguyên cái thành phố bên đó kìa. Ở bên kia chắc là hầu. Cái EA hơi leo vậy đó. Cái chỗ mà tối mình ngủ á, EA hơi leo. Kiếm đường chạy vô vườn cao su. Hồi nãy có con đường vô đẹp quá mà đi qua khỏi rồi thôi. Yuson Ea Yao Ea Son. Trên này gió, gió thổi ào ào. Cái này nhiều khi cái trại của người ta chứ không phải nhà ở, người ta làm rẫy, người ta làm cái trại, người ta làm cái nhà, người ta để đó rồi. Khi ta làm lấy ta đi ra đó ta ở. Còn mùa này thì mùa khô không có làm cái gì hết. Cái này rừng cao su, chỗ người ta nuôi ong. Ta nuôi ong.
khu vực này á, nhiều cái rất nhiều địa phương nó bắt đầu từ cái chữ EA. Tại vì mình đi đường này là hướng về EA Son, hai bên là rừng cao su luôn à. Là rừng cao su không? Cái này còn trong Đắk Lắk chứ. EA Son 4 cây số. Mới chạy lên Pleiku luôn.